Thưa quý vị, những ứng dụng giao thức ăn như Now, GrabFood, GoFood đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng trong những năm trở lại đây bởi tính tiện lợi mà chúng đem lại. Tuy nhiên, một bộ phận khách hàng đang lợi dụng tính tiện lợi của những ứng dụng này để đặt những đơn hàng có giá trị lớn sau đó không nhận đơn. Vậy cảm nhận của những người trong cuộc như thế nào? Mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên báo Người tiêu dùng đã ghi nhận được. Những ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến như Now, GoFood hay GrabFood đã phát triển mạnh trong thời gian qua, đem lại những tiện ích tuyệt vời cho người tiêu dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, khách hàng đã có vô vàn lựa chọn, từ mức giá bình dân đến các quán ăn ở phân khúc cao, từ những quán ăn nổi tiếng hay những quán ăn ở gần khách hàng. Sau khi tiến hành chọn món và đặt đơn, các bác tài hay còn được biết đến với tên gọi shipper sẽ nhận đơn, đến cửa hàng mua và giao tới tận tay khách hàng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Alo ạ? À, chị có đơn hàng bánh tráng Trung Nguyên phải không chị? Lấy 6 bạch 1 bạch 30 ngàn ạ? À? Dạ vâng. Rồi giao ở chỗ 62 điểm biểu là cái ngân hàng 5 áo. Vâng, vâng đúng rồi ạ. Rồi. Dạ dạ. Thế nhưng, tính năng thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng của loại hình dịch vụ này lại đang bị lợi dụng, biến tướng thành trò đùa ác ý của một số vị khách. Mới đây, trên mạng xã hội đã đăng tải câu chuyện về trường hợp tài xế đối tác của GrabFood bị khách hàng từ chối nhận đơn hàng 20 ly trà sữa với tổng giá trị hóa đơn lên đến 1,2 triệu đồng. Dù sau đó, chủ nhân đơn hàng đã lên tiếng giải thích sự hiểu lầm xuất phát do em trai 12 tuổi nghịch và gửi lời xin lỗi, nhưng vụ việc này vẫn khiến nhiều người phẫn nộ và sự giải thích hời hợt này không được chấp nhận. Trường hợp khác là một shipper sau khi nhận đơn hàng mua 10 suất bánh hỏi, bún chả nướng với giá trị gần 500.000 đồng. Khi đến địa chỉ giao hàng, chị được yêu cầu đợi khoảng 10 phút. Nhưng quá lâu không thấy ai ra lấy đồ, chị gọi lại thì người kia đã tắt máy, sau đó chặn số điện thoại của chị. Khi bị khách bùng hàng, đành chịu mất tiền, chị cầm về chia cho mọi người, vừa ăn vừa khóc. Một câu chuyện khác của một anh shipper bị bùng hàng và bữa Việt Quay trị giá gần 400.000 đồng đầy cay đắng cũng khiến nhiều người xót xa. Việt đã mua, tiền đã trả, chẳng biết làm thế nào, người tài xế này đành mang Việt về để cả nhà ăn trưa. Thế nhưng, chưa bữa Việt Quay nào khiến anh tài xế xe ôm công nghệ cảm thấy mặn chát như vậy, bởi nỗi lo chẳng biết chạy xe cả ngày có đủ bù lại số tiền đã bỏ ra mua con vịt cho khách này hay không. Dù lý do gì đi chăng nữa, việc các thượng đế đặt hàng cho vui rồi vô tư bom hàng, lặn mất tâm đã khiến nhiều người khốn đốn. Thì mình cứ tưởng tượng người đó là mình đi, rồi lỡ người ta bom hàng của mình thì sao? Đó, thấy chị hồi đó giờ chị đặt hàng thì chưa gặp cái trường hợp bom hàng, chỉ có là coi trên mạng thì có, mà chị không có nghĩ là nhiều, chị cứ nghĩ là người này câu like, người kia câu like thôi, chứ chị không có nghĩ là người ta bơm hàng của Grab nhiều như vậy. Mình đánh giá như hành động đó là thấy hành động nó xấu, không được. Giao hàng tới, nhiều khi chị chỉ kêu đem lên là lên lầu á, rồi xe để dưới, nhiều khi sợ xuống mắt nữa, nguy hiểm nữa. Rồi kêu khách xuống, nhiều khi khách lỡ khách cần nhận. Thì một ngày thì thu nhập đâu có bao nhiêu, chạy thì không mấy đồng, mà cuối cùng mà mua hàng mà khách hàng không lấy thì cuối cùng mà ôm hết thì tội cho tài xế. Thì nói chung là trời mưa, trời nắng thì chạy cái này rất khổ mà không có thu nhập gì bao nhiêu. Mà làm vậy là coi như rất tội cho tài xế. Dịch vụ giao thức ăn tiềm ẩn không ít rủi ro khi chỉ bất cẩn một chút, làm rơi, đổ đồ ăn dẫn đến hư hỏng, thì tài xế sẽ phải tự bỏ tiền để mua lại cho khách. Bất kể thời tiết nắng gắt hay mưa lớn, tài xế vẫn phải đảm bảo thời gian giao hàng. Thế nhưng, sự vất vả của người giao hàng lại trở thành trò đùa ác ý của một số vị khách, khiến người giao không chỉ mất một khoản tiền lớn mà còn mất nhiều thời gian để giải quyết hậu quả. Chị muốn khuyên người ta là đặt hàng phải có tâm một chút. Nếu mà cảm thấy không có đặt được thì đừng có đặt hàng của khác, vậy thôi. Thì tôi mong các bạn nào mà đặt bên cái bút á thì trước khi đặt hàng cái bút thì Gấp nó gọi tới nhận hàng dùm Gấp. Nhiều khi nó không nhận hàng thì tội cho anh Gấp đó. Thì khuyên là những khách mua hàng là khi đặt hàng thì cố gắng để mà nhận điện thoại để lấy dùm cho tài xế, cho tài xế thì không thu nhập được bao nhiêu mà chi ra là hãy tốn tiền, tốn đủ thứ hết, xăng cộ. Để phục vụ những bữa ăn ngon cho khách hàng thì người tài xế đã phải chịu rất nhiều áp lực. Chúng tôi hy vọng rằng người tiêu dùng sẽ có trách nhiệm với đơn hàng của mình và tình trạng bùng hàng sẽ được chấm dứt trong thời gian tới.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tâm điểm tiêu dùng tuần này của chúng tôi. Bảo Linh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.